sự xuất hiện ngày càng dày dặt của bà Kim Jo Jong bên cạnh chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong các sự kiện ở trong và ngoài nước thời gian gần đây được nhiều chuyên gia cho rằng quan hệ của bà ngày càng rộng mở thậm chí được đánh giá sẽ là người kế nhiệm chủ tịch Kim Jong Un khi cần. Kim Jo Jong sinh ngày 26 tháng 9 năm 1988 nhưng dịch vụ tình báo Nam Hàn lại cho rằng bà sinh năm 1987 là một chính trị gia Bắc Triều Tiên Bà là con gái Úc của cựu lãnh đạo tối cao Kim Jong-il, là em gái của lãnh đạo tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. Bà hiện đang giữ chức vụ ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, Phó trưởng ban tuyên truyền của Đảng Lao động Triều Tiên. Trong vai trò này thì bà bảo đảm rằng Kim Jong-un được thể hiện như một nhà lãnh đạo uy quyền và mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ. Kim Yo-jong là con gái duy nhất và trẻ nhất mà ông Kim Jong yêu có với bà Ko Young Wei, một vũ công sinh ra ở Nhật Bản. Con lớn của hai người là Kim Yo Cho, sau đó là Kim Jong Un. Theo bài tường thuật trên báo Washington Post đăng ngày 8 tháng 2 năm 2018, thì Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đưa tin về bà Kim Yo Jong trong hồ sơ đen về những vi phạm nhân quyền công bố hồi năm 2017. Theo nhiều nguồn tin từ tình báo Nam Hàn và những người đào tẩu khỏi Triều Tiên, thời tuổi thơ được cha mẹ gửi đi học ở tỉnh Bern, chủ yếu sống và học tập tại Thụy Sĩ. Tại trường công lập Lippefeld Stanholy và sống trong một căn nhà khiêm tốn gần đó. Nhưng đáng chú ý là khoảng thời gian từ nhỏ đến khi học trung học, thì mọi thông tin liên quan tới bà gần như được giấu kín, không ai rõ bà học ở đâu. Nhiều nguồn tin cho biết sau khi về Triều Tiên thì bà Kim không tới học trường học mà có giáo viên riêng giảng dạy. Bà và anh trai của mình Kim Jong-un được cho là có mối quan hệ thân thiết do chia sẻ những năm tháng cô lập khi học cùng nhau ở Thụy Sĩ từ năm 1996 đến năm 2000 và ở Bắc Triều Tiên. Nơi sự cô lập về mặt xã hội và cảm xúc dường như là một định nghĩa bắt buộc trong cuộc sống đầu đời của họ, có thể là vì cha của họ, ông Kim Jong-il muốn đưa họ ra khỏi tầm ảnh hưởng của cha ông Kim Il Sung. Bà được học ngành Computer Science tại Đại học Kim Nhật Thành. Đầu năm 2002 thì Kim Jong-il tự hào nói rằng con gái út của ông quan tâm đến chính trị và muốn có sự nghiệp trong hệ thống chính trị của Bắc Triều Tiên theo blog của lãnh đạo Triều Tiên. Kim Yo Jong đã thực hiện công việc hậu trường của mình cho cha và anh trai, xuất hiện ngắn gọn trên truyền hình Bắc Triều Tiên. Konstantin Pulitskovsky là sứ giả của Nga ở Viễn Đông và thường xuyên đến thăm Triều Tiên trong thời kỳ Kim Jong-il, cũng nói rằng Kim Jong-il đã xác định Kim Jong-un và Kim Yo jong thể hiện sự quan tâm và năng khiếu đối với lĩnh vực chính trị. Kim Yo jong được coi là người nhanh trí và thể hiện kỹ năng lãnh đạo tốt. Ông Pulovsky nói với đài truyền hình Nhật Bản NHK vào năm 2012 lần xuất hiện công khai đầu tiên của bà tại một buổi chụp hình cho những người tham gia hội nghị WPK lần thứ ba vào tháng 9 năm 2010, khi bà đứng cạnh thư ký riêng của cha mình và người tình của ông là Kim Art. Và lần nữa là bà xuất hiện trước công chúng một thập niên sau khi bà trở lại Bình Nhưỡng, khi xuất hiện trong tang lễ của Kim Jong Il vào tháng 12 năm 2011. Và sau đó Kim Yo Jong thường xuyên có mặt bên cạnh anh trai của bà. Bà được nhìn thấy làm việc trong một buổi diễn hành lớn ở Bình Nhưỡng vào tháng 4 năm 2017, bước ra từ phía sau để mang giấy tờ cho anh trai. Bà cũng xuất hiện trên sân khấu cùng với anh trai trong buổi khai trương dự án xây cất ở thủ đô Rio Mayon Street. Bà mặc bộ đồ đen dường như đang điều khiển và phối hợp các nhiếp ảnh gia cùng với các công việc hậu cần khác. Bà bắt đầu giúp thành lập chiến dịch thừa kế di truyền của Kim Jong-un vào năm 2010, và năm 2011, làm việc trong Ủy ban Quốc phòng và là thư ký riêng của Kim Jong-il theo lãnh đạo Triều Tiên. Trong những năm qua thì bà giống như người dì của mình, Kim Jong-hui, người thực hiện vai trò hỗ trợ tương tự cho anh trai của mình, Kim Jong-il, như Kim Yo-jong hiện làm cho Kim Jong-un. Sau đó bà Kim Yo-jong đã được trao một vị trí trong Ủy ban Quốc phòng vào đầu năm 2012 với tư cách là người thu xếp các sự kiện quan trọng trước công chúng, kế hoạch hành trình và nhu cầu hậu cần của anh trai Kim Jong-un nhưng không xuất hiện trong các bản tin ngoại quốc trừ tháng 11 năm 2012 khi đài truyền hình trung ương Nam Hàn cho thấy bà đi cùng với Kim Jong-un tại một sân chơi quân sự. Đến năm 2013 thì bà được bổ nhiệm vào vị trí ủy ban quốc phòng. Bà chính thức nhắc đến lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 3 năm 2014 khi bà đi cùng với anh trai mình bỏ phiếu cho Hội đồng Nhân dân tối cao. Vào tháng 10 năm 2014, trong một thời gian ngắn, bà chịu trách nhiệm đảm nhận nhiệm vụ quốc gia thay thế cho anh trai khi ông đau ốm, phải trải qua điều trị y tế. Vào tháng 11 năm 2014, bà đã được báo cáo là Phó Giám đốc Ban Tuyên giáo của Đảng Công Nhân. Năm 2015, bà vượt mặt các viên chức lâu đời, trở thành người trẻ nhất làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo trong một bài báo đăng ở trang nhất xuất bản đầu tháng 3 năm 2020 của tờ National Interest dẫn nghiên cứu của nhiều chuyên gia bao gồm nhà nghiên cứu Harry J. Kaziani, giám đốc cao cấp về nghiên cứu Triều Tiên tại United States National Interest. Ông John Grover, nghiên cứu sinh về Triều Tiên của trung tâm này cho biết, bà Kim Yo Jong hiện là một trong những lãnh đạo quan trọng nhất của Triều Tiên. Không chỉ là em gái, Bà còn là trợ lý cao cấp cho chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và là một viên chức được bầu tại Hội đồng nhân dân tối cao và đại biểu Quốc hội. Kể từ năm 2017, bà Kim Yo Jong đảm nhiệm nhiều chức vụ hành chính thay mặt cho người gì? Từ đây, bà bắt đầu tiến vào con đường thăng tiến quyền lực một cách nhanh chóng. Chủ tịch Kim Jong Il khi còn sống, bà nhiều lần tháp tùng cùng ông với tư cách là thư ký riêng cùng với cha Thanh sát thực địa song hành với các viên chức thân cận trong chính quyền. Gần đây thì sự xuất hiện của bà Kim ngày càng nổi trội trên truyền thông của Triều Tiên như sát cánh bên cạnh Chủ tịch Kim Jong-un trong nhiều hoạt động thử nghiệm hỏa tiễn quan trọng hay nhiều chuyến khảo sát quan trọng. Không chỉ vậy, vai trò của bà Kim độc nhất tới mức được cho là nắm giữ trách nhiệm quan tâm tới không chỉ những kế hoạch hành chính mà còn cả những chi tiết nhỏ nhất mà có lẽ người bình thường dễ dàng bỏ qua chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Hà Nội, bà Kim còn được bắt gặp nhặt các mẫu thuốc lá mà ông Kim bỏ lại. Nhìn sự việc có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nó mang ý nghĩa rất quan trọng. Theo nhiều chuyên gia tình báo của Nam Hàn thì hành động này của bà có nghĩa là bảo đảm anh trai sẽ không để lại bất cứ đồ vật nào cho phép người khác có thể theo dấu DNA từ đó đánh giá sâu về tình hình sức khỏe của ông. Là một thành viên gia đình chủ tịch Kim, Bà Kim Yo Jong đã trở thành nhân vật quan trọng trong chiến lược ngoại giao của Bình Nhưỡng. Bà cũng là cá nhân được chọn để chuyển lời mời của Chủ tịch Kim tới Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in tới Triều Tiên. Trong những sự kiện ngoại giao nổi bật như hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên tại Singapore và Hà Nội, bà đều đi cùng với anh trai vào bên trong các cuộc bàn thảo kín với tư cách là nhà tư lệnh thứ hai. Ngoài ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Elbow, Tiến sĩ Alexander Manserev, giáo sư khoa nghiên cứu quốc tế tại Đại học John Hopkins lưu ý, trên đường tới Singapore dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai anh em ông Kim đã đi trên hai chiếc máy bay khác nhau. Các sắp xếp đó có vẻ như thể hiện nghĩ rằng trong trường hợp có chuyện gì xảy ra với ông Kim Jong-un, trên chuyến bay thì sẽ có ít nhất một thành viên cao cấp trong gia đình họ Kim có thể thay thế ông. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 2015, những bức hình được chụp bởi Rodan Simon cho thấy tay của bà có đeo chiếc nhẫn cưới khi bà đến thăm viện mồ côi ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Một nguồn tin xác nhận tin đồn về cuộc hôn nhân của bà với ông Cho Son với hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap. Theo tôi biết, Kim Jo Jong, phó giám đốc của đảng Công Nhân, đã kết hôn với con trai của bí thư đảng Cho Ryo Hae người đã nắm giữ một số vị trí hàng đầu dưới thời Kim Jong-un và trước đây dưới thời cha ông Kim Jong-il. Ông Cho Son và bà Kim được cho là có hai con với nhau, một sinh vào năm 2015 và một sinh vào năm 2018. Câu châm ngôn, một giọt nước đào hơn ao nước lã, cũng như phong tục của Bắc Triều Tiên. Và Kim Jong-un rõ ràng tin tưởng người em gái này của mình nhất. Vậy thì câu hỏi là một ngày nào đó, bà có thể trở thành người lãnh đạo hay không? Câu trả lời là không. Bắc Triều Tiên tuân thủ các quy tắc, phân giai cấp và thống trị bởi Nam giới. Điều này sẽ khiến bà không thể trở thành người cai trị đất nước Triều Tiên. Theo Reuters, đưa tin thì Kim Yo Jong có quyền kiểm soát vững chắc các hoạt động chính của đảng. Tuy bà đã được cái chải chuốt trong nhiều năm để làm nhiếp chính cho Kim Jong-un nếu ông chết hoặc là mất năng lực nhưng đó chỉ là để chờ đợi cho con trai của Kim Jong-un, người khoảng 10 tuổi, nắm quyền. CNN báo cáo dịch vụ tình báo quốc gia Nam Hàn nói rằng ông Kim có tổng cộng 3 người con. Người con trai sinh vào năm 2010, và như The Sunday Times lưu ý, đối với một gia đình cầm quyền có triều đại sống trong nỗi lo âu, cùng dựa trên các nguyên lý toàn trị về lòng trung thành và sự khuất phục, việc sinh ra đứa con trai là rất quan trọng vì vậy người con trai mới này có thể sẽ những tâm xử tử các viên chức và thành viên gia đình hay là anh ta sẽ là một nhà lãnh đạo hiền lành hơn chỉ có thời gian mới trả lời